Cây phèn đen là gì? Trị bệnh hiệu quả như thế nào? Cây phèn đen có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thu liễm, sát trùng và lợi tiểu. Dược liệu này được sử dụng trong phạm vi nhân dân để chữa chứng kiết lỵ, tiêu chảy do nhiệt, giãn cán, đinh nhọt do huyết nhiệt và hỗ trợ điều trị bệnh trĩ cấp độ Y. Đặc điểm thực vật. Phèn đen là loài thực vật thân nhỡ, cao khoảng 2-4 m. Cành và nhánh có màu đen nhạt, mọc so le, phiến lá hình bầu dục, lá mỏng, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới. Hoa màu ở nách lá, quả có hình cầu, thường có màu trắng sau chuyển sang màu đỏ hồng, khi chín quả có màu đen. Cây ra hoa và quả vào tháng 8-10 hàng năm. Bộ phận dùng. Lá và rễ được dùng làm dược liệu. Một số nơi có thể dùng cả vỏ của thân. Phân bố phèn đen là loài cây nhiệt đới, mọc hoang nhiều ở ven rừng và bờ bụi ven đường. Ngoài ra một số nơi còn trồng cây để làm hàng rào. Tác dụng dược lý theo đông y. Công dụng, rễ có tác dụng chỉ tả, thu liễm và tiêu viêm. Vỏ cây chuyển hóa. Lá có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, lợi tiểu và sát trùng. Chủ trị, lá được dùng để trị huyết nhiệt gây đinh nhọn, ứ huyết do chấn thương, tiêu chảy, phù thủng, lị và sốt cao. Rễ được dùng để trị trẻ em cam tích, viêm thận, viêm gan, viêm ruột, lị và ruột kết hoạch. Vỏ thân được dùng để trị chứng khó tiểu, đầu lên mủ. Ở Ấn Độ, cây phèn đen được dùng để trị bị thương ở răng và chứng ỉa chảy ở trẻ nhỏ. Một số bài thuốc chữa bệnh từ cây phèn đen. Một bài thuốc trị chứng kiết lỵ. Chuẩn bị, mạch nha, cam thảo đất và ý dĩ phơi khô mỗi thứ bằng lượng nhau, lá phèn đen tươi. Thực hiện, đem phèn đen giã nát, thêm nước và lọc lấy nước cốt. Các vị thuốc khác đem tán bột, dùng 1/2 thìa bột uống với nước phèn đen. Hai bài thuốc giải độc cho giãn cắn. Chuẩn bị, lá phèn đen tươi. Thực hiện, giã nát, nuốt nước và lấy 3 đắp. Lưu ý, sau khi sơ cứu nên đến bệnh viện gần nhất để được điều trị kịp thời. Ba bài thuốc trị chứng chảy máu ở liễu. Chuẩn bị, lá xuyên tiêu, long não và lá phèn đen phơi khô. Thực hiện, ngậm lâu trong miệng để cầm máu. Bốn bài thuốc trị vết thương hở. Chuẩn bị, bột lá phèn đen. Thực hiện, rắc lên vết thương hở đến tăng tốc độ hồi phục. Năm bài thuốc trị nhọt độc mới phát. Chuẩn bị, lá bẻo ván và lá phèn đen. Thực hiện, giã nát và đắp lên vùng đau nhức. Sáu bài thuốc chữa chứng đại tiện ra phân lỏng do nhiệt. Chuẩn bị, đậu đen sao vàng và phèn đen ngọn có lá mỗi vị 40 g. Thực hiện, đem dược liệu cho vào nồi, đổ 800 ml nước đun sôi còn lại 200 ml. Chia nước sắc thành 3 lần uống và dùng hết trong ngày. Nên dùng liên tục trong 3-5 ngày để có kết quả tốt. 7 bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh chi cấp độ Y. Chuẩn bị, lá huyết dụ 5 lá, chắc bách diệp 1 nắm và lá phèn đen 1 nắm. Thực hiện, đem các vị rửa sạch, thái nhỏ và sao vàng hạ thổ. Sau đó sắc với 800 ml nước, còn lại 200 ml, 50 ml, chia thành nhiều lần nhỏ và dùng hết trong ngày. Còn lại 50 ml đem hòa thêm nước, đun kỹ và dùng ngâm rửa trĩ từ 1-2 lần một ngày. Liệu trình kéo dài từ 5-10 ngày, nên thực hiện nhiều liệu trình để đạt kết quả tốt. 8 bài thuốc chữa lỵ. Chuẩn bị, vỏ quả lựu và rễ phèn đen, sao vàng hạ thổ, mỗi vị 20 g. Thực hiện, đem các vị sắc uống, chia thành 2 lần dùng. Nên dùng đều đặn từ 3-7 ngày. 9 bài thuốc chữa sưng đau và bầm tím do té ngã. Chuẩn bị, 30 g lá phèn đen. Thực hiện, giã nát và đắp lên vùng tổn thương trong vòng 30 phút. Thực hiện liên tục trong 3-5 ngày sẽ hết sưng đau và bầm tím. 10 bài thuốc chữa gai cột sống. Chuẩn bị, lá lốt và phèn đen khô mỗi vị 30 g, rễ gấc 10 g, cỏ xước và lá bưởi bùng mỗi vị 20 g. Thực hiện, đem các dược liệu sao vàng. Sau đó sắc với 1.5 lít nước trong 2 giờ đồng hồ. Chia nước sắc thành 3 phần bằng nhau, dùng sau khi ăn khoảng 30 phút. 11 bài thuốc chữa chứng thận hư và suy giảm chức năng thận. Chuẩn bị, cây mực, cây quýt gai, cây muối và cây nổ mỗi vị 20 g. Thực hiện, đem sắc với 1.5 lít nước, còn lại phân nửa và chia thành nhiều lần uống hết trong ngày. 12 bài thuốc trị chứng kiết lỵ. Chuẩn bị, dây mơ lông, cỏ xeo gà, rễ phèn đen và cỏ chanh mỗi vị 20 g. Gừng tươi 2 lát. Thực hiện, đem các vị sắc lấy nước uống, chia thành 2-3 lần dùng. Những điều cần lưu ý khi dùng dược liệu phèn đen. Thận trọng khi dùng cho phụ nữ mang thai. Cây phèn đen có tác dụng chữa các chứng bệnh ngoài da do nhiệt, tiêu chảy, kiết lỵ và gai cột sống. Tuy nhiên phần lớn các bài thuốc từ dược liệu này đều được lưu truyền trong phạm vi nhân dân, vì vậy bạn nên trao đổi với bác sĩ để xác định mức độ hiệu quả và tính an toàn trước khi áp dụng.